Thế còn giấy tờ các thứ có làm hộ làm lại cho họ chưa?
chứng nghe lại con bố làm xong rồi đưa cho nó chưa? Dạ, chưa, nó chưa qua đấy. Thì con rồi tháng nay con đi ra Hà Nội đâu, con sẽ đi luôn. Còn công chứng của con nó xong hết rồi. Trộm cắp vặt đấy thì so với các nước là chuyện quá bình thường.